mình hòa trước bằng hình ảnh. Có nhiều cách khám lắm, quan trọng nhất là mình không bỏ sót. Dịch ra để khám từ lan hoa hình tổ đất từ chỗ trung tâm đồng vũ ra này, quay ra xung quanh, kết thúc ở vùng đuôi nách, lúc nào cũng kết thúc ở vùng đuôi nách nhé. Và là cách thứ hai mình khám từ chỗ hà đòn bên này, có để hết dưới nếp lan cổ bên này, lúc là mình lại đi xuống này, chính xác này. Bên sau quan trọng nhất là mình không bỏ sót một cái vùng nào của vùng cả đấy, mình bỏ sót u vùng này, bỏ sót u vùng đuôi nách hay gặp nhất, đúng không? Thường thì đây là ngực của bạn nam nên mình cũng phải nâng đỡ đi cả. Nếu mà cái nâng hàm ở tư thế to khác gì của các cụ ấy thì mình một tay mình nâng như này để đó thì vụ thế này nó không bị kéo giãn xuống bên này cũng thay đổi mà chàng nhìn một thêm biểu này nhé, cảm này nhé, ba ngón tay này, ngón tay ấn từ phía mình đến phía bệnh nhân ấy. Điều, anh đi sát vào thanh ngực, quan trọng nhất là bọn em về gian thì nhiệm vụ của em đến cái thanh ngực của bệnh nhân ấy, đến ví dụ mình để sơ đến cái mặt phẳng này thì đi sát, chứ không phải gì như này nhé, như này nhé. Bình thường về một tay anh lúc nào cũng phải để đỡ này để nó bị thiếu, nó cũng thay đổi mà một thứ trên ngoài rồi thanh một thứ gửi trong kiểu ấy. Đấy sau mình đi như này, anh thường đi trên này rồi anh đi ngược đi lên như này nhé. Tất cả dưới mình đều phải làm động tác này nhé, như thế này đừng bị thủy bột, đừng bị thủy bột, đừng bị thủy bột nhé, lợi dụng lúc nào mình cũng sẽ kết thúc ở vùng đuôi nách rồi này, có là khám tới vùng tôn đốc này, đồng vũ này đấy, ở vùng đồng vũ này. Đặc biệt vùng đồng vũ mình ẩn tật mạnh gây hiểu nhầm nhé, hình tôn đốc này nhé. Đấy, khám một nám thì cũng dễ lắm. Khám cái cuối cùng. Hả? Bên đồng vũ gì? Để khám chảy dịch ấy, có cái này. Để mà khám để kiểm tra cái chảy dịch đồng vũ của bệnh nhân ấy. Đây nhá. Đây, chảy dịch đồng vũ ấy. Quan trọng khám chảy dịch đồng vũ. Đấy, khám chảy dịch đường phủ ấy, thế quan trọng là bọn em phải phát hiện được nó chảy dịch từ cái ống tuyến nào, từ mình mới cứu trụ được vị trí. Nên mình ẩn như này nhá, cái đường phủ ở đây nhá, à, nhìn qua ảo ấy vẫn nhìn thấy này. Đấy nhá, có chảy dịch ẩn góc này nhá, ẩn xuống góc này nhá, ẩn xuống góc này nhá, này xuống này, vị trí nào mình sẽ đánh dấu lại vị trí đấy nhá. B này là người ta đẻ đấy. Không, B thể là người ta sẽ đẻ đấy. Đấy con khám hạch nách, như thế nó hơi kỳ cục đấy. Nên quan trọng là mình phải để cho cái nách của bệnh nhân này thả lỏng. Và mình phải xác định là mình tập trung vào nhóm hạch nào, có mấy nhóm hạch. 6 nhóm hạch nách nhé. Và theo cái thanh của nách đó. Đấy nhóm ngoài là nhóm ống cánh tay này, nhẹ hạch nó nằm dọc theo động mạch cánh tay ấy, ống cánh tay này, nhóm thanh trong này nó nằm ở ngoài cơ ngực cơ đằng trước đấy, con này nó thường lấy bạch huyết từ phía sau lưng lên, cũng không quan trọng bằng nhóm trung tâm, là nhóm quan trọng nhất dọc theo động mạch nách, nó nằm ở nhóm trung tâm đỉnh của nách này đấy. Còn cái nhóm phía sau ấy nó cũng không quan trọng, phía sau cơ gì em biết không, cơ tròn, cơ dễ vai cỡ tròn đấy, cỡ lưng rồng này, cỡ tròn đấy, mình cỡ ấy nó cũng không quan trọng, mà lấy bạch huyết từ bể sống ngực thôi. Cái của mình quan trọng nhất là khi khám hạch ấy, là hạch vùng trung tâm, hạch nách là hạch trung tâm quan trọng nhất, mà hạch vùng trung tâm ấy, nó nằm dọc theo động mạch nách, thấy không? Dọc theo động mạch nách, mà động mạch nách nó đi theo thanh ngoài của cái lông ngực ấy, cái lông ngực tức là cái xương sườn ấy, nguyên tắc thẳng của mình ấy, đơn giản lắm. Mình để này nhé, giữ tay thoải mái bệnh nhân, như trên hình này. Đây, hôm nay nặng quá. Này nhé, này mình sẽ cố gắng đưa lên càng sâu càng tốt, ẩn buồn này đấy, mình cố gắng đưa lên càng sâu càng tốt nhé. Nó ngồi gần không đấy, hôm nay buồn thôi chứ con gái con trai làm thế này không buồn lắm, nhìn mình là vui thấy nhá. Khám đây, làm lại thêm một lần nữa này, ngồi sát đây. Bắt đầu nhé, em phải đưa được ba ngón tay mình càng sâu càng tốt, thậm chí nó sẽ gây đau cho mình, càng sâu càng tốt, dọc theo cái mặt ngoài của cái lông ngực,
anh cầm lên được không? Đấy, đây chỉnh nếm sơ thì hạch cái đấy chỉnh là cái hạch nách nhỏ trung tâm. Nếu quan trọng là bọn em hay bỏ sót. Nó khảm hạch nó không đơn thuần là chỉ khảm mỗi hạch nách. Nó mới khảm hạch cũng trống này. Thì trong trường hợp u hạch nó to nó xâm lấn hẳn từ phía trong ngực ra ngoài thì rồi đây. Đặc biệt là u nằm ở vị trí này mình phân biệt về hạch cũng trống. Thế cái loại mình phân biệt bằng cách nào nữa? Nếu mà u nằm ở đây mình phân biệt thế nào? Đấy là u bổ hay là đấy là hạch cũng trống. Đó, nó xâm lấn thành ngực, rồi đổ vô nó lấn thành ngực. Nó không đi đồng được. Con hạch thế này này, hạch tường đòn và hạch cổ. Này tường đòn nó xếp lên đơ mấy? Không xếp hạch cổ. Được rồi nha, nhớ cơ bản. Hả? Rồi. Có. Hạch tường đòn lên đơ 3 nhé. Hạch cổ lên đơ mấy? Không có hạch cổ mấy. Hạch cổ là dưới cân xa. Hạch cổ là tỉnh là dưới cân xa nhé. Nó không phải là hạch bung của mơ một nếu phải nơ bạn đi cân sang hai cổ nó không tỉnh lên nhóm thường đo nhé. Ok khám, nhưng mà khám hai cổ nguyên tắc là bọn em phải khám đứng đằng sau.